vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Clip này mình sẽ chơi đó là Amelie đi rừng. Nhưng mà thất vọng một xíu anh em ạ. Đó là trận đấu này thì bị tránh rừng luôn. Thì tém mình thì đã phan ra này một cẩm tròn rồi. Nào là chán, nào là ogler này. Đủ các kiểu luôn. Đó là chửi díu ấy. Mỹ phá A à, thằng ogler. Mình thì thử đứng một xíu để xem là nó có phám hay không. Cho nó phám rồi mình tế tài anh em ạ. Nói chung gặp cái cảnh này rất chi là khó anh em ạ. Chả tha nó chả từ đâu đi xin rừng hoặc là đi rừng đi. Chả chả gì cứ lằng lằng tịch ấy. Mình cũng chả nhường luôn anh em ạ. Bình thường thì mình trận đấu nào mình cũng nhường ấy. Hoặc là nó chỉ cần pính đó là rừng để tôi ló cái thì mình nhường. Nhưng mà gặp trường hợp này thì thôi anh em ạ. Trận đấu này mình sẽ không nhường nữa nhé anh em. Nhường ấy có khí đó là mệt hơn nữa ấy. Khó rồi, bây giờ chưa lên được level 4 thì khá là khó rồi. Thường thì ở S5 thì người ta cũng phải nhường thôi. Nhưng mà thôi đành chấp nhận thôi. Và này thì chưa lên đó là level 4 nên là cũng không chơi được nha anh em. Ok, thì ở clip này mình sẽ mang đó là Amelie full đam luôn nha anh em. Thì để xem Amelie full đam nó sẽ như thế nào và nó sẽ ra sao. Nói chung ở trận đấu này thì bây giờ mình vẫn chưa lên được level 4 anh em ạ. Bởi vì nãy giờ thì rừng phám chúng. Nói chung anh em muốn đi rừng thì anh em cứ ping đó là rừng để tôi ló. Chứ mình ghét nhất đó là cái loài cứ lăng lăng ping anh em ạ. Chả biết đường nào mà lần cả ấy. Gọi là từ rừng ping. Ok, thì bây giờ lên level 4 rồi thì có thể chơi được này. Amelie thì cũng rất cần ở level 4 nha anh em. Amelie là một trong những chất tướng solo thuộc dạng tốc đầu nha anh em. Trong đấu giải thì cũng được sử dụng khá là ổn đấy. Nhưng mà điểm yếu của Amelie đó là đồ cơ động. Ok, pha này bắt được này. Chắc chắn thì pha này ăn được vài ô rồi. Ôi, thêm thanh triều vấn ở đây. Thơm tự nhiên đó là có ai mang anh em à. Ôi bật luôn, bật luôn. Chạy đấu, chạy đấu. Siêu việt rồi anh em ạ. Thực tế thì ở mức rank này thì nói chung cũng khá là dễ chơi anh em ạ. Nick này thì mới rank tiếng Anh thôi. Bởi vì mình chỉ mới đó là chơi mấy trận khởi động à. Nói chung rank tiếng Anh thì mình sẽ làm những clip thuộc dạng đó là dễ hơn một xíu hoặc là thử thách. Còn nick kia cao thủ mấy chục sao thì mình nói chung chỉ làm những clip đó là hướng dẫn cho anh em thật là cụ thể và đánh mức rank cao nó sẽ như thế nào. Còn thực tế thì mình sắp tới thì mình sẽ leo rank cực cao luôn nha anh em. Còn giai đoạn này thì cũng leo đó là tâm tâm đủ làm clip cho anh em xem thôi. Về Amelie thì nói chung mình cũng đã có làm clip rồi. Đi ở đường ta thân rồi anh em ạ. Ở clip này mình đi rừng và mang phong cách đó là full đám chỉ mang luôn. Cũng như đó là sử dụng một bảng ngọc theo thiên hướng chỉ mang được. Ok, pha này bắt luôn này. Thực tế thì Amelie một quân bài leo rank rất chỉ là hiệu quả nha anh em. Anh em nào chơi được Amelie tốt thì leo rank cao thủ cũng khá là dễ ấy. Chả có gì là quá khó khăn cả. Trận đấu này mà mình được phám trọn vẹn đầu game thì bây giờ chắc có lẽ là hủy diệt hơn rồi. Thôi pha này thì mất bùa, mình không có tê tải là chắc chắn mất.
định mệnh anh em ạ. Amelie mà không có búa sánh thì khá là mệt đấy. Một trong những vị tướng giống như Triều Vân ấy, tiêu hao năng lượng cực kỳ là nhiều. Rồi xong rồi, tại mình ngủm hai người rồi. Rồi pha này lại bắt luôn này, 1, 2, 3, 5 có thiếu anh nào không này. Chơi hết anh em ạ. Rồi pha này chơi luôn. Tại mình không ai hỗ trợ mình cả kia. Ôi, tự nhiên có thêm mang của Triều Vân nữa kia. Cổ hết năng lượng rồi anh em ạ. Fan idea khó rồi, hết năng lượng rồi nên là phải lui nhá. Quẩy ra tem bàn kìa. Tốc biến chơi luôn. Ok, fan này thì chắc có lẽ là mình phải bỏ chạy thôi, hết năng lượng rồi anh em ạ. Nếu mà còn năng lượng thì mình chuẩn bị đó là hồi chiêu cuối ấy. Chứ díu nó ăn mất búa sánh rồi thì chịu. Ok, pha này bỏ trù nha anh em. Ôi, tên mình lại hỗ trợ rồi này, pha này chơi được anh em ạ. Chán quá, hết năng lượng rồi, không chỉ pha này là chơi được ấy. Thành thân thân thành dành cho mình rồi, nhưng mà cũng bằng không à. Thực tế thì tém bàn cũng không đẹp nha anh em, trận đấu này có thể là mình tệt đám chỉ màng luôn. Tém bàn thì nói chung cũng khá là màu giấy, nên là mình bán vào khá là dễ ấy. Nhưng mà giai đoạn về lệch thì tém bàn đám khó quá ấy. Tém mình thì đám cũng to anh em ạ. Nhưng mà về lệch thì có lẽ là tém mình đẹp hơn, bởi vì tém mình thì có đồ chống chiêu đến từ á thú. Ở trận đấu này thì chỉ có mình sánh thôi, tém mình khá là thọ đấy. Nên là không biết thế nào đấy, hy vọng là chơi được. Ôi, vài ô này, này thì vài ô này, bắt luôn anh em ạ. Về Amelie thì có sự hồi phục cũng khá lớn đến từ chiêu 1 nhá, cấu rìa cũng như là hồi phục khá tốt. Bây giờ thì phải trưa đó là cái tết tải để ăn con búa sánh anh em ạ. Ôi, mình có búa sánh rồi này, cũng không quá là cần thiết nữa. Rồi, vài ô pha này thì bốc hơi. Tiếp đến là ai? Tiếp đến thì bắt luôn. Đừng lo là lá ví nhá. Nói chung mình mà lên full đám thì chỉ một đá anh em ạ. Màu giấy thì chỉ một đá thôi. Xíu nữa lấy được cái thành kiếm nữa thì báo phế. Lại ăn con búa xanh ngáy và luôn không chỉ díu nó ra nó cướp nữa bằng không à. Thôi xong rồi, xạ thủ và mịt tém binh lại lên dìa rồi, pha này mình sẽ rinh rập đấy nhá. Thì chắc chắn sẽ có nó đi qua đấy, bởi vì tém bàn thì lấy được cái trụ đường rong tém binh rồi. Và đường mịt thì chưa lấy được thì sẽ di chuyển qua đấy, và mục tiêu của mình đó là xạ thủ của tém địch. Vài ô pha này thì hết chạy rồi. Quay vẫn lấy được trụ rồi anh em ạ. Không biết sao lang dự. Để tụi em mình nãy giờ thì chết hơi nhiều rồi. Nhưng mà thực tế thì mình vào chơi kiểm hay là chơi dở thì mình chả nói gì cả nhỉ nhá. Mình chỉ tức đó là chả nói gì quả, hoặc là chọn tướng không hợp lý thôi. Còn chơi dở chơi kiểm thì bình thường à, ai cũng vậy mà. Có trần thì chơi hay, có trần thì chơi không hay thôi. Anh em thấy chưa? Mình đã một phát gọi là lá vì tém địch, không biết làm gì luôn ấy, không kịp phản xạ luôn ấy. 11 cứu rồi. Trận này mà ổn ổn thì mình có thể tẹt đám chỉ vàng của đó là Amelie luôn nha anh em. Nhiều bạn nói là đám chỉ vàng của ai cáo thì mình đã làm đó là Karinak rồi anh em ạ. Đám chỉ vàng lên tới đó là
hơn 10 cá luôn, 12 cá luôn. Hoặc là van hến phun phép thì làm một phát chiêu cuối đó là 12 cá đam luôn. Thì liệu Amelie nó sẽ như thế nào, một đấu sĩ thì nó sẽ như thế nào? Ok pha này, này. Rồi Triều Vân một đánh này, Violet một đánh này. Rồi pha này bắt được giá thì một đá nữa anh em ạ. Ok chiều 1 này, một đá này. Tem bàn màu khá mỏng nha anh em, nên là gặp mình thì chỉ có khóc thẻ thôi à. Rồi Du Béo làm gì đây? Du Béo thì một đá thôi. Pha này rình rập đấy xem có con mồi nào hay không nhá. Bịt cho nó xanh quá. Không phải xanh mà là quá xanh luôn. Thì về phù hiệu thì mình sẽ lên phù hiệu má tính cho Amelie nha anh em. Bên cạnh đó thì một cái siêu hồi máu ở nhánh thứ hai. Và hào hoa phù thì tăng cống. Thế có lẽ là các bạn thắc mắc về bảng ngọc, thực tế thì bảng ngọc mình mang đó là bảng ngọc chỉ mang nhiều nha anh em. Mình lên cho nó đó là 7 viên, đó là chỉ mang và 3 viên đó là công vật lý xuyên giáp. Ngọc tím thì tốc đánh tốc chạy, còn ngọc xanh đó là công vật lý xuyên giáp. Chúng về trang bị thì cụ thể như thế nào? Trang bị thì đi rừng thì sẽ lên cho nó là kiếm truy hồn, rồi đến dây, rồi đến thương xuyên phá, rồi đến thành kiếm, phức hợp kiếm, rồi đánh thôi. Nói chung build đồ thì mình sẽ lên full down luôn. Có cơ hội thì phun đồ mình sẽ tét đá một xíu nha anh em. Hiện tại thì bây giờ ta thân ra thì chắc có lẽ ăn luôn anh em ạ. Khởi động ta thân luôn. Anh em thấy ăn ta thân gọi là siêu nhanh luôn. Nhưng mà đội hình tem bàn thì đẹp trụ cũng khá tốt đấy, toàn tay dài anh em ạ, mình thì tay ngắn không băng vào được. Chiều vẫn gặp chạy mất dẹp rồi. Vẫn chưa có đường lịch siêu cấp nào anh em ạ. Tém bàn tay dài quá. Ok mình farm xíu nữa cho đó là để mua được thêm cây nánh nữa nha anh em.
giờ mới được còn 5k8 thôi á. Nói chung lương đám bây giờ mà đáng người mà những máu dày thì một đá thôi anh em ạ. Nói chung trận đấu này mà tém mình để thua thì rất chỉ là khó rồi. Thứ nhất đó là ép trụ, thứ hai đó là tém mình về lệch cũng khỏe mà. Mới 7k2 anh em ạ. 7k1. Phám quả là nhanh đi. Thì bây giờ chắc có lẽ là lại ăn rồng bào chủ nha anh em, rồi ăn ta thân và kết thúc trận đấu nha anh em. Hai mục tiêu lớn. Ôi, pha này lại giao tránh rồi này. Rồi bắt luôn này, du béo này. Ôi. Chỉ mang vào tường mà 6k2 đám rồi thì đúng là một đá thực sự anh em ạ. Bây giờ sẽ về ăn rồng bào chúa và ta thân xế giá và lên kết thúc trận đấu nha anh em. Win nhanh y tém. Này giơ tay nó dài quá. Ôi, bị phát hiện rồi kia, đàn thân quáng trúng binh rồi. 8k3 đám kìa. 8k2 đám. Bây giờ mình mới chỉ lên được 2 cái nánh thôi. Mình mà lên 3 cái nánh thì nói chung chắc gọi là lên 10k đám ấy. Để ăn con ta thân này nữa nha anh em. Chờ đó là tém mình ra một xíu. Bởi vì mình tém mình thì gần ra rồi. Mình phám sống cái này thì sẽ lại ăn ta thân luôn. Mình 16 điểm hạ gục. Nói chung trận đấu này thì hạ gục cũng không quá quan trọng này anh em ạ. Đấy, ăn ta thân quá là nhanh. Ôi, dính đàn thân quáng rồi kìa. Ôi, 9k3 đám kia. Triều vẫn một đá này. Xa thủ của tém địch chưa biết vì sao bọc ấy. Ôi, sao mới chết phá đồ ta. Ai bắn mình. Ôi, la vi chấm dứt mình kia. Sao mà phá đồ. Nó xá vậy mà nhờ. Nhưng không sao cả anh em. Tém địch lên bảng điểm số 3 người rồi. Tém mình thì lợi thế quá là lớn, có rồng tiến phóng. Rồi có đó là đường lính siêu cấp nữa thì chắc có lẽ là pha này win luôn. Mình không biết lính có kịp hay là dừng tém mình. Hay là tém mình win luôn kìa. Mình vẫn chưa tết, thực sự là chưa tết ổn lắm anh em ạ. Mới chỉ đó là 9k3 đám, chưa phun đồ được. Phun nhưng mà phun dạng khác anh em ạ. Thực tế thì build đồ để leo rank thì mình cũng khuyến khích anh em lên phun đám cũng được nha. Nhưng mà để đó là theo mình gắn trong màn hình ấy. Còn mình cái này thì mình chỉ lên tẹt đám nhá. Đám cao cực kỳ cao luôn. Lên không biết có kịp nữa ấy. Tém bàn mà ra từng người thì dốc cỡ một bóng cười là thôi xong. Và trận đấu kết thúc ở đây rồi nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh này của mình. Bye bye.